Càng giữ được lâu, càng tĩnh thì chúng ta càng cảm nhận thấy được nhiều các cái cảm xúc, cảm giác từ tư thế đem lại. Cảm giác nhiều nhất chính là cái cảm giác buồn đấy. Buồn lắm. Giữ tĩnh tư thế động tác 5, 7, 10 phút thậm chí cả tiếng đồng hồ thì cái cảm giác buồn ấy nó không chỉ nâng cấp lên là chỉ đơn giản là buồn đấy nhá, mà còn cảm giác là cô đơn nữa. Giữ nguyên tĩnh một cái trạng thái mà mình cảm thấy rằng là nó rất là đơn giản. Nó đơn giản đến ngưỡng mà nó chả có cái gì thú vị cả. Nhưng cái lợi ích nó đem lại đối với sức khỏe cũng như cảm xúc thì rất là rõ ràng và to lớn. Các bạn có thể tra Google Yin Yoga là gì, Y dài, Y ngắn và chữ N thấp. Tất cả mọi điều mình thắc mắc sẽ được giải thích rất là đầy đủ, rõ ràng. Cố gắng duỗi hơi thẳng cánh tay của mình lên một chút. Nếu như giữ từ đầu đến giờ đấy, đã cảm thấy tê tay của mình một chút xíu rồi đúng không ạ? Cứ cố gắng duy trì nhé. Cái cảm giác tê đấy là do hệ thống, toàn bộ những hệ thống mạch máu dẫn máu lên và đưa máu trở về. Nó bị bóp nhỏ lại, bẹp lại, dẫn tới tắc mạch, bẹp cái mạch của mình lại, làm cái lưu lượng máu nó lưu thông nó bị hạn chế đi. Nhưng song song với việc đó, cái lợi ích rất là lớn là cái lưu lượng máu của mình nó chảy rất là mạnh. Nó tạo ra những cái dòng chảy rất là mạnh và cái nhu động của cái hệ thống mạch mình ấy, nó làm sạch hoàn toàn những cái cặn ở phía trong mạch của mình. Chính vì vậy cảm giác tê càng nhiều thì lợi ích càng lớn. Đó là cái lợi ích từ Yin Yoga đem lại nhé. Còn để tránh trong cái trường hợp mà chúng ta tập giữ động tĩnh động tác lâu quá đấy, nó mệt mỏi, nó căng thẳng, thì Kim Toàn lồng ghép thêm những cái podcast phát triển cá nhân vào trong dòng Yin Yoga này. Thực ra trong dòng Yin Yoga cũng có một cái hệ thống lý thuyết về thiền. Chỉ có điều là cái cách tập và cái cách tiếp cận nó khó có thể để cho chúng ta hình dung một cách chặt chẽ, đầy đủ cũng như thật là đơn giản. Thường thì mọi người thích, rất là thích thiền. Đến một độ tuổi nào đó thì tất cả chúng ta đều rất thích thiền và chúng ta hiểu được cái giá trị của thiền rồi đúng không? Thì các bạn chỉ cần hình dung một cách là thật là đơn giản nhé. Có những người ta ngồi cả tháng, cả quý, thậm chí là nhiều năm chiêm nghiệm về một cái vấn đề nào đó, có thể là một cái tiêu đề hoặc là một cái câu chuyện nào đó, hoặc là đơn giản là chỉ là một cái câu rất là ngắn thôi. Từ từ buông tay của mình xuống, tê rồi đúng không? Tê là tốt mà. Đan tay vào nhau, thế căng duỗi đè xuống. Có nhiều người ngồi mãi ngồi riết mà cũng không hiểu cái vấn đề của mình là gì. Và thực tế chứng minh là tất cả chúng ta đều không hiểu cái vấn đề mình đang mắc phải, đang vướng mắc phải đấy, là nguyên nhân từ đâu nó ra và cái cách xử lý giải quyết vấn đề đó như thế nào. Chính vì chúng ta không biết cho nên là cái người mà người ta tương tác với mình cái vấn đề đó đấy, cho dù họ có nói, họ có giải thích cho chăng nữa thì chúng ta cũng không hiểu. Mà càng không hiểu thì càng mệt mỏi, thậm chí là khổ sở. Chỉ khi nào chúng ta thực sự mà muốn giải quyết vấn đề bằng cái cách của mình đấy, có nghĩa là ngồi xuống chậm rãi yên lặng thôi, nghĩ ngợi về cái việc của mình đang mắc phải, đang vướng mắc phải đấy, và từ từ tháo gỡ từng nút một thì tự động đó chính là thiền nhá. Chứ không phải cứ ngồi xuống rồi xong sau đó nghĩ về vấn đề đó theo cái chiều hướng mà mọi người từ trước đến giờ vẫn làm đấy, là thiền. Đúng nghĩa của từ thiền là buông bỏ mọi thứ, buông bỏ một vấn đề cụ thể nào đó. Nghe nó nặng nề lắm. Buông bỏ có nghĩa là mình đang bám chấp một cái điều gì đó, nó rất là nặng, nó rất là căng thẳng, có nghĩa là nó rất là tệ, nó đeo bám cái cơ thể và cảm xúc của mình. Mà mình đã dùng từ buông bỏ thì có nghĩa là rất là nặng nề. Mà chấp nhận có nghĩa là khi mình buông ra thì mình đã chấp nhận rồi, chấp nhận cả cái tích cực lẫn cái tiêu cực rồi đúng không ạ? Bình tĩnh đặt tay vào lưng. Động tác này hơi khó một chút. Tiếp tục phải chống vào gối, đứng chân dậy cho nó nhàn. Được rồi, thật thoải mái đâu. Bước rộng hai chân của mình, mở rộng mũi chân sang hai bên, trùng đầu gối này, thả lỏng vai, sụt vai xuống. Cái hệ lụy vào phía sau cái việc mà chúng ta buông bỏ đấy, có nghĩa là chúng ta không có cái hệ thống kiến thức để truyền tải lại cho cái thế hệ tiếp theo. Tất cả mọi người đều có mong muốn chia sẻ những cái sự thành công của mình trong cuộc sống, trong quá trình cái thời gian mình sống, cho lại những cái người tiếp theo đúng không ạ? Có cái thế hệ kế cận tiếp theo. Và cụ thể là mọi người hay sử dụng những cái gì? Cái vật chất mà mình tích lũy được đấy, chuyển lại cho thế hệ tiếp theo thông qua các cái sở hữu tài sản, bất động sản này, tài khoản ngân hàng hay cái gì 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 đó đúng không ạ?
Nhưng để sở hữu được cái tư duy, cái kiến thức của mình ấy, thì hầu hết người Á Đông của mình là thiếu cái kiến thức đó. Các bạn có thấy rằng là những cái người châu Âu nước ngoài, không phải Kim Toàn đến cái ví dụ ở đó là mà tôn vinh họ nhé, hay là để chứng minh rằng họ tuyệt vời hơn chúng ta, mà chỉ đơn giản này, hầu hết các cái tập đoàn, các cái gia tộc mà họ thành công trong cái cuộc sống này, các bạn có để ý thấy rằng là họ có thể là âm thầm điều khiển cái nền kinh tế cũng như là cái cảm xúc tư duy gần như là của nhân loại, đúng không? Để ý một chút, đọc một vài cuốn sách như vậy thì các bạn sẽ thấy cái điều Kim Toàn nói là hoàn toàn có thật nhá. Thậm chí trong những cái bộ phim giả tưởng nó cũng có cái điều đó. Và để vận hành được cái gia đình đó hay là cái cách làm đó thì họ cần phải buộc phải di chuyển sang một quốc gia khác để mà kinh doanh một lĩnh vực nào đó. Và khi thành công ở cái lĩnh vực đó mới được quay trở về đất nước của mình để vận hành lại cái gia tộc của mình hay là cái gia đình của mình. Và thực tế người Việt của chúng ta cũng vậy nhá. Bố mẹ rất là giàu có, đúng không? Rất là nhiều tài sản bất động sản, nhưng không thể giao cho con cái mình ngay được, mà phải đưa con cái của mình sang một quốc gia khác với một cái môi trường khác hoàn toàn. Và con cần phải thành công cũng như là mài giũa ở môi trường đó tốt, sau đó mới được quay trở về nhà và tiếp quản một phần hoặc là gần như là toàn bộ, hoặc là toàn bộ những thứ gì bố mẹ để lại. Đó là cái cách giáo dục mà cả nhân loại hiện tại bây giờ đang hướng tới. Thì có nghĩa là quay lại cái vấn đề nhỏ xíu của chúng ta thôi, chính là thiền. Và thiền là như vậy nhá. Mỗi hôm Kim Toàn đã chia sẻ một cái tiêu đề, và tiêu đề của ngày hôm nay là, nghe đến cái tiêu đề này thôi thì chắc chắn là rất nhiều người đã tắt ích dục một cái luôn cái video này đi đó. Tiêu đề rất là đơn giản thôi: chúng ta đã chuẩn bị cho cái chết của mình chưa? Nghe đến cái việc đấy là mọi người bắt đầu cảm thấy rằng là nó có một cái điều gì đó nó từ chối, nó bài trừ luôn. Nghe nó rất là xúi quẩy, nó xui xẻo, nhất là sáng sớm ra hoặc là đi đâu đó, đúng không? Giữ nguyên nhá. Trước đây Kim Toàn hay đi lễ với bố mẹ. Đi lễ thì chắc là người miền Bắc của đất, của Việt Nam thì hay biết thôi. Mà đi trên đi, đường đi lễ đấy thì tránh nói đến tất cả những cái chuyện mà tàu xe tai nạn giao thông hay là con người chết chóc, đúng không? Chỉ nói những câu chuyện vui thôi. Cứ là mặc định là không được nói những cái câu chuyện nó mang tính chất là tiêu cực. Rồi, xoay người sang trái nào, hơi nhổm dậy buông tay một chút này. Xoay sang trái thả lỏng vai của mình nào. Đúng không? Đầu mình có thể quay về bên phải. Nhưng ấy, sự thật thì nó vẫn cứ mãi là sự thật. Cái chết là sự thật mà. Cho dù bất kỳ ai nhá, kể cả thần hay là người hay là một sinh vật nào đó, đơn bào hay đa bào, đều chết hết. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn sự thật, hoặc là chúng không có ai vạch rõ rằng là sự thật về cái chết. Chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ có cái sự chuẩn bị. Kim Toàn ấy nêu ra ba cái sự thật đấy nhá. Ba cái sự thật này hầu hết chúng ta đều biết, chỉ có điều là chúng ta không viết được ra và không nói được ra thôi. Chính vì không viết, không nói được ra cho nên là chúng ta không biết nó là cái gì cả. Cứ cái gì mà chúng ta không hiểu, không biết thì chúng ta sẽ sợ, đúng không? Ngay kể cả đi buổi tối thôi, ban đêm vẫn còn đường đó, nhưng nếu như tắt điện thì các bạn sẽ tưởng tượng rất là nhiều thứ. Nhưng nếu như bật điện sáng thì sẽ khác hoàn toàn. Nhưng nếu là trời sáng thì lại càng khác nữa nhá. Cái sự thật thứ nhất ấy, chính là cái văn hóa của người Á Đông của mình. Cứ nhắc tới cái chết là người ta sẽ mặc định luôn là một cái điều gì đó xui xẻo và rất là tệ. Thậm chí là tránh đến nói tất cả những bệnh tật chết chóc, đúng không? Và cái ví dụ cụ thể như vừa rồi Kim Toàn chia sẻ rất là rõ ràng, đúng không? Đó là đi xe đò, hoặc là đi đâu đó chơi, hoặc là đến những cái gia đình mà người ta đang có những cái việc vui, mà chúng ta tránh tuyệt đối nhá. Nếu như nói ra thì có nghĩa là mặc định là mình đem cái điều xui xẻo đến cho họ ít hoặc nhiều. Đó là cái sự thật thứ nhất nhá. Hầu hết mọi người đều từ chối nói về cái việc này, thậm chí là không có cái khái niệm trong đầu mình nghĩ về việc này luôn. Đổi bên, thật thoải mái thả lỏng này, rất tê tê đúng không? Cái sự thật thứ hai, ai cũng biết nhưng lại tránh nói ra. Chính vì vậy mà mọi người lại càng chán, càng không hiểu. Đó là cái cuộc sống này nó rất là đơn giản. Đơn giản đến mức mà nó mong manh lắm và vô thường lắm. Kim Toàn lấy luôn một cái ví dụ nhá. Cách đây tầm khoảng 2 tháng, chưa đến 2 tháng đâu, Kim Toàn có một anh bạn chơi tennis và đang ngồi uống cốc nước, chính xác là uống một cái chai bia lạnh. Và đến lần mình đứng dậy đánh tennis ấy, thì vừa đứng dậy một cái là đột quỵ chết luôn. Đột quỵ não chết luôn. Năm đấy là anh ấy 38 tuổi, kém Kim Toàn mấy tuổi thôi. Các bạn hình dung là 38 tuổi mà chết vì đột quỵ. Tất cả mọi thứ có ở trước mặt rất là tuyệt vời. Và cũng chẳng ai biết được rằng là đùng một cái tai nạn giao thông. Và cái câu chuyện cách đây tầm 3 hôm là Kim Toàn trước đây là hay đi câu ở dưới một cái đầm mà đầm cá đấy.
là chơi với ông bà ấy, ông cụ bà cụ ở đấy rất là quý mến. À, cách đây tầm có khoảng hơn một năm một chút thôi, bà vẫn nằm gọi cho Kim Toàn ăn. Thì cách đây 3 ngày là bà chết vì bệnh ung thư dạ dày. Các bạn hình dung là cuộc sống nó vô thường đến ngưỡng mà chúng ta cảm giác nó giống như một hơi thở đấy. Cho nên là hầu hết mọi người là không bao giờ nghĩ tới cái chết, mà mọi người chỉ là chuẩn bị, lấy lý do để chuẩn bị cho rất nhiều thứ thôi, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị cho cái việc đó. Chính vì vậy mà đại đa số tất cả các cái bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa và vô tình làm giảm cái tuổi thọ của chúng ta xuống đấy, là hầu hết mọi người là không có sự chuẩn bị, tại vì chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới mà, thành ra chúng ta không có sự chuẩn bị. Nào, đẩy tay của mình sang hai bên, ngồi tẹt xuống nhá. Hầu hết chúng ta chỉ chuẩn bị cho cái việc mình sống thôi. Ví dụ như là hôm nay ăn cái gì cho nó ngon miệng, đi chơi cái gì cho nó vui, chẳng may ngày sau đùng nó chết thì sao. Có nghĩa là chúng ta chỉ chuẩn bị cho cái sự sống tại thời điểm hiện tại thôi, chứ chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị cho cái điều đó nhé. Và cái sự thật cuối cùng đấy chính là cái sự thật mà chỉ khi nào mà các bạn vấp phải thì các bạn mới có thể trải nghiệm và cảm nhận thấy. Như trường hợp cách đây khoảng tầm 4 hôm, lúc mà bà cụ chưa mất ấy, thì Kim Toàn đến là thấy bà cụ nằm võng chắc chỉ còn tầm 30 cân thôi, và tóc thì rụng hết rồi, đầu trắng ở rồi, người bạch hết rồi, mấy tháng rồi không ra khỏi nhà, nằm liệt giường thôi. Lúc đấy mà thực sự ra mà nói mà Kim Toàn bước, giả thiết như bây giờ là đang ở trong một căn phòng khách sạn nhiều chục sao của cỡ tổng thống ở đi, sử dụng tất cả những dịch vụ xịn sò, và chỉ bước sang một bước là nhìn thấy cái trường hợp, cái hoàn cảnh đó, thì chắc chắn là chúng ta có những cái cảm xúc rất là khác nhau, đúng không? Có nghĩa là chỉ khi mà chúng ta thực sự mà hết sức khỏe mà nằm trên giường bệnh đấy, thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới cảm nhận được cái giá trị của cái việc là hiểu về cái chết. Nghe nó rất là tiêu cực, nhưng thực sự là phân tích ra thì nó rất là tích cực, không hề có một chút nào tiêu cực nhé, cực kỳ tích cực luôn. Thì đó là ba cái sự thật mà hầu hết mọi người đều biết nhưng chưa bao giờ nhìn nhận một cách rõ ràng, cũng như là gạch cái đầu dòng ra. Kim Toàn tổng kết lại nhé. Thứ nhất là cuộc sống nó rất là đơn giản và vô thường, đúng không? Đùng một phát không biết đâu là được, không biết đâu là mất. Cho nên cái việc mà chúng ta sống được 100 năm ấy, nó là cái điều gì đó rất là may mắn. Nó là may mắn nhé, chứ không phải là hiển nhiên nó là như vậy. Và thực tế là trong cuộc sống ấy, chúng ta có nhìn thấy ngay là, giả thiết như bây giờ chúng ta là đang 40 tuổi, 42 tuổi đi, các bạn đi họp lớp, thì liệu cái lớp học của các bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học đó, liệu mọi người vẫn còn sống đầy đủ không? Không có nhá. Rồi, chúng ta nhổm dậy, thu chân theo anh hùng quỳ, khép chân. Càng đau thì càng lợi ích mà, càng tốt mà, càng kéo dài tuổi thọ của các bộ phận lên, và tất cả các bộ phận đó tăng lên thì chúng ta sẽ tăng tuổi thọ thôi. Đó, ba cái điều Kim Toàn chia sẻ vừa rồi đó, bất kỳ ai cũng biết đúng không? Văn hóa của người Á Đông của chúng ta là từ chối các kiến thức liên quan đến cái chết. Và cuộc sống rất là đơn giản, rất là vô thường, không biết đâu mà lần được. Việc chúng ta sống được đến 5, 7, 100 tuổi nó là điều may mắn, không phải là nằm trong cái kế hoạch sống của chúng ta nhé. Cho dù các bạn có chục nghìn tỷ, nhiều ngàn tỷ, kể cả tỷ đô, thì cái việc mà bạn cam kết mình sống được đến 100 tuổi, hay bất kỳ ai đó có thể đưa ra cái lộ trình để cam kết bạn sẽ sống được đến 100 tuổi là không bao giờ có nhé. Không ai dám làm điều đó, đúng không ạ? Và cái việc cuối cùng chính là cái trải nghiệm mà khi chúng ta hết sức khỏe nằm ở trên giường bệnh. Có thể là chúng ta chưa đến ngưỡng đó đâu, nhưng thi thoảng là các bạn sẽ có một cái cơn bạo bệnh, thi thoảng là có đấy. Và nếu như chúng ta có cái thời gian nằm đó một vài ngày để suy nghĩ về cái điều mà mình đang mắc phải, đang trải nghiệm tại thời điểm thực tế đấy, thì chúng ta mới có thể có trải nghiệm. Có nghĩa là trong trường hợp chúng ta khỏe quá mà trong suốt quá trình chúng ta sống, thí dụ từ năm chúng ta 1 tuổi đến năm nay là 40 tuổi hả, chưa từng có một lần nào đó ốm mà cảm giác như là mất mạng đến nơi đấy, thì chúng ta cũng không bao giờ trải nghiệm được cái cảm giác mà mất mát hay là sắp chết nhá. Thì đó là ba cái sự thật mà tất cả người Á Đông của chúng ta đều từ chối tiếp cận. Rất là thiệt thòi đúng không? Chỉ có trong thiền thì có. Tuy nhiên Kim Toàn biết là có rất nhiều người đã và đang hướng tới cái điều này và đang chuẩn bị cho cái quá trình của mình chết. Trước đây, cách đây tầm khoảng 20 năm, Kim Toàn xem rất nhiều những cái bộ phim mà của Trung Quốc, bộ phim giã sử ấy, hoặc là những cái bộ phim tình cảm, thì hầu hết là thấy là có những cái ông cụ tầm 40 tuổi. Ngày xưa là cụ 40 tuổi nhé. Một phần vì do cái cuộc sống nó khó khăn, nhưng mà những người mà 40 tuổi mà đã có cái quan tài để trong nhà đấy, thường nó gọi là
chánh tổng lý trưởng cường hào trở lên rồi đúng không ạ? Bây giờ khác gì là gọi là đại gia cỡ bự. Có là họ đã chuẩn bị cho cái chết của họ từ rất là sớm, từ 40 tuổi. Rất nhiều người giải thích rằng là cái tuổi thọ ngày xưa thấp. Đấy là một phần thôi. Chính xác là các cái bệnh tật của ngày xưa đấy là chúng ta khó chữa được, chúng ta chết vì bệnh là chính. Chứ còn chết vì tai nạn giao thông hay là chết vì các cái tai nạn liên quan đến đời sống tương tác, tiếp cận hoặc là các rối loạn chuyển hóa do bệnh tật thì không có nhá. Chủ yếu là do là những cái bệnh mà truyền nhiễm. Ví dụ như là chết đuối nước này. Đuối nước không phải truyền nhiễm đúng không ạ? Mà tai nạn ngày trước mà chết nhiều người thì chỉ có đuối nước thôi chứ không có tai nạn giao thông. Và tất cả những bệnh rối loạn chuyển hóa thì hồi đó không có đâu nhá. Chỉ có cùng lắm là chết do sốt rét này, do dịch tả hay cái gì đó. Có nghĩa là cái bệnh để mà chết sớm nó không nhiều, nhưng họ đã chuẩn bị rất là sớm. Những cái mục tiêu mà họ hướng tới đấy không phải là chuẩn bị cho cái chết của mình sớm là do mình chết sớm, mà chính xác là họ chuẩn bị để sống. Họ xác định rằng là họ có thể đi bất kỳ lúc nào. Chính vì thế đấy là chúng ta càng có cơ hội giúp đỡ nhiều người được bao nhiêu thì chúng ta càng triệt để trao đi bấy nhiêu, để tránh cái trường hợp là khi mình nằm trên giường bệnh đúng không ạ, mình còn rất nhiều việc mà chưa làm xong, hối tiếc vì cái quãng thời gian của mình có quá là ít và chưa làm xong cái công việc của mình. Và thực tế chứng minh là đại đa số mọi người trong nhân loại đều là như vậy nhé. Chúng ta thèm sống không phải là chúng ta muốn sống cho mình đâu, mà là chúng ta còn rất là nhiều việc chưa làm xong. Cũng có thể là nhiều nơi chúng ta chưa đi tới, nhiều món ăn chúng ta chưa ăn, nhiều cái trải nghiệm thú vị trong cuộc sống mà chúng ta chưa trải nghiệm được. Thì đó là cái sự hối tiếc mà hầu hết mọi người đều có trong cuộc đời này. Và đó là ba cái sự thật. Văn hóa người Á Đông là từ chối tiếp cận. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Căng chắc chặt chẽ nhá. Cố gắng này, hướng cái sự chú ý của mình càng tê, càng rát, càng tức, càng tốt. Và ngay sau đây cái điều thứ hai, chính xác là cái phần thứ hai. Phần một Kim Toàn đã nêu ra những cái sự thật mà mọi người đều không muốn hướng tới, nhìn tới cũng như tìm hiểu đó. Cái phần thứ hai chính là hầu hết mọi người không bao giờ nhé biết được rằng là đằng sau cái chết nó là cái gì. Chính vì vậy mà chúng ta có thể làm sao đi lầm đường, tìm hiểu nhiều thứ, rất nhiều thứ nan man và lùng bùng. Bản thân Kim Toàn ngày hôm nay chia sẻ cái kiến thức này là bố mẹ Kim Toàn nằm trong lĩnh vực tâm linh nhé. Và Kim Toàn cũng nghiên cứu cũng như đọc sách cũng như tìm hiểu rất là nhiều. Trong quá khứ cách đây tầm khoảng hơn chục năm, Kim Toàn cũng đã nghĩ về vấn đề này rất là nhiều. Nhưng gần chục năm trở lại đây đấy, do cái môi trường sống tác động, do nhiều cái nỗi lo trong cuộc sống và nho nhiều cái niềm đam mê vui thú quá, cuộc sống nó quá là tuyệt vời, nó tác động vào mình, thành ra mình sao nhãng và quên đi mất. Nhưng tại cái thời điểm hiện tại bây giờ đấy thì Kim Toàn đã nghĩ về cái việc này khá là nhiều. Thực tế là trong quá trình làm YouTuber cách đây tầm khoảng 4 tháng, 5 tháng là Kim Toàn làm rất là dồn dập. Có thể là một ngày ra đến 5-7 video là các bạn có thể cảm nhận thấy ngay đúng không ạ? Ai đó đăng ký kênh của Kim Toàn là cảm thấy có khi là khó chịu vì những cái thông báo là có video mới liên tục. Một phần vì Kim Toàn buổi trước đã chia sẻ là đã tìm ra được cái mục đích sống của mình. Chính vì tìm ra được mục đích sống cho nên là rất là vui vẻ, rất là thoải mái trao đi những kiến thức mà mình có mà không hề ngại ngùng điều gì, không hề sợ mất mát điều gì nhé. Quay lại vấn đề nào, chúng ta trái sang ngang, nghiêng người duỗi hai chân của mình về trước, căng duỗi, kéo ngửa lòng bàn chân này. Chính vì chúng ta không hiểu được rằng là đằng sau cái chết nó có cái gì, và rất nhiều cái tài liệu cũng như tôn giáo hay là rất là nhiều cái nền tín ngưỡng khác nhau, nền văn hóa khác nhau giải thích rất là đầy đủ rõ ràng đằng sau cái chết nó là thiên đường hay là nó địa ngục hay là nó cõi thần tiên. Tất cả những cái điều đó đấy nó không phải là một công trình khoa học và nó không có con số cụ thể. Không phải Kim Toàn bài trừ hay là bài xích những kiến thức đó nhé, vẫn đang tiếp cận mà. Chỉ có điều là Kim Toàn không thỏa mãn đằng sau cái chết nó là cái gì, không hề thỏa mãn. Tại sao Kim Toàn lại nói như vậy thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ để các bạn hình dung cho nó dễ nhé. Giả thiết như Kim Toàn muốn tập yoga hay các bạn cũng vậy thôi, thì chính vì chúng ta biết là chúng ta sẽ tập yoga đúng không ạ? Ví dụ buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tập yoga cùng với Kim Toàn, thì chúng ta sẽ biết rằng là mình tập yoga và tập vào giờ nào, ví dụ như là 7 giờ sáng đúng không ạ? Thì để tập được yoga chúng ta cần có những cái gì? Thứ nhất là cái bộ quần áo thật thoải mái, thứ hai là cái thảm đúng không ạ?
Thứ ba có thể là một cái sợi dây để kéo cho nó dễ, hoặc là một cái cục xốp, cục mút ấy, để kê đỡ, đúng không? Có nghĩa là chúng ta biết rất là cụ thể cái vấn đề là tập yoga cần chuẩn bị cái gì. Nhưng bây giờ chúng ta đều không biết được rằng là đằng sau cái chết nó là cái gì. Ai cũng nghĩ rằng là hướng tới đằng sau cái chết nó có cái gì. Và rất nhiều thứ nó giải thích rất là nan man lùng bùng, mà cuối cùng là chúng ta chỉ có thể tin được vào, đặt niềm tin vào một thứ thôi. Vào một thứ nào đó mà chúng ta cảm thấy là hài lòng, chấp nhận. Ví dụ bây giờ là người Việt chúng ta là hay tập trung nhiều tín ngưỡng khác nhau. Ví dụ như là Thiên Chúa, Thiên Giáo, Đạo Giáo, Nho Giáo hay là Phật Giáo, đúng không? Thì có những nhiều người ta tiếp cận tất cả những điều đó. Nhưng có một số người tiếp cận một điều thôi. Thì cứ lấy ví dụ là chúng ta tin vào một điều nào đó đi, cứ cho là tốt đi, từ chuẩn bị tuyệt vời đi. Thì đằng sau cái điều đó nó là cái gì? Chúng ta không biết được cái không khí, cái môi trường không khí ở cái nơi mà chúng ta đằng sau chúng ta khi mà chúng ta chết ấy, nó là nóng ẩm hay là nó vẫn như thế này, đúng không? Đằng sau đấy thì chúng ta có ăn cơm không? Có tài khoản ngân hàng không? Có xe ô tô không? Có máy bay không? Chúng ta không biết nó là có cái gì, đúng không? Mỗi một tôn giáo, mỗi một nền văn hóa sẽ giải thích một cách khác nhau. Chính vì vậy mà hầu hết chúng ta không bao giờ chuẩn bị cho cái chết. Và đó là cái chết theo nghĩa bóng nhá. Còn cái chết theo nghĩa đen là Kim Toàn giải thích từ đầu rồi, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị cả. Chính vì vậy mà chúng ta liên tục đưa tất cả những cái thực phẩm tệ hại, đưa tất cả những cái cảm xúc tệ, đưa tất cả những cái tình cảm tệ vào và đầu độc cơ thể cũng như cảm xúc của chúng ta. Chúng ta giảm tuổi thọ của mình đi. Đấy cũng là một cách chết mà, chứ không phải chết là hết vĩnh viễn nhá, mà là chết đi, mất đi một vài năm thì đó cũng là chết. Và rất nhiều người bị tiểu đường, gút, huyết áp, mỡ máu, tai biến, ung thư, đột quỵ, đúng không? Họ chết đi mất mấy chục năm mà họ có biết rằng là họ có bao giờ chuẩn bị cho cái chết đó đâu. Chính vì không chuẩn bị cho nên họ mới chết, đúng không? Rồi, rất là tuyệt vời, đúng không? Thế quay lại vấn đề thì làm thế nào? Cái cách nào đó các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi. Ông nói nhiều thế, lải nhải lắm mồm. Đúng rồi, nhưng cũng có lý thật mà. Thế bây giờ làm như thế nào để chuẩn bị cho cái chết? Thì Kim Toàn chia sẻ luôn nhé. Chúng ta không cần chuẩn bị cái gì cho cái chết cả, mà chỉ chuẩn bị cho chúng ta sống thôi. Tại thời điểm hiện tại này, chúng ta cần cái gì cho sức khỏe của mình, cho thể chất của mình, cho sắc đẹp của mình, cho linh hồn của mình, cho tất cả những gì dự định của mình, thì các bạn cần phải phục vụ những cái điều đó cho mình. Thì đó chính là chuẩn bị cho sự sống nhá, chứ không phải chuẩn bị cho cái chết, đúng không ạ? Và các bạn càng sống được lâu bao nhiêu thì có nghĩa là các bạn càng chậm chết bấy nhiêu. Thì đó là cái cách mà hầu hết cả nhân loại đang hướng tới. Chỉ có điều là chúng ta có được may mắn tiếp cận, được may mắn tiếp thu và được may mắn chuẩn bị cho cái chết của mình hay không thôi. Từ từ buông lỏng, nhổm dậy, có hai chân của mình nào. Thế vặn người nào, ép chặt hai chân nhé. Chúng ta sẽ làm với bên phải trước. Có hôm thì Kim Toàn làm bên trái, có hôm thì Kim Toàn làm bên phải. Vặn căng. Nào, xoay đầu nhìn về trước. Mục đích nhìn về trước để thấy cái hai cái chân của mình nó chống vuông góc với mặt thảm, nhìn theo hướng màn hình thẳng, đúng không? Căng nhá. Kim Toàn sẽ chia sẻ cái điều tiếp theo ở trong cái phần 2 này. Vậy thì tìm đến cái chết và chấp nhận cái chết và đón nhận cái chết thì có những nhóm người nào? Có bao giờ các bạn phân tích rằng là khi chết thì có những nhóm người nào chết không? Ai cũng sợ chết, chẳng ai bao giờ muốn nhắc tới cái chết. Chính vì vậy mà mình cũng chẳng biết mình thuộc nhóm người nào. Thì Kim Toàn lấy ví dụ hai nhóm thôi nhá. Cái nhóm thứ nhất ấy là cái nhóm mà buông xuôi, có nghĩa là chấp nhận chết. Ví dụ như bị bệnh rất là nặng rồi, không cứu chữa được rồi, hết tiền rồi, thì thôi, chờ đến ngày rồi ra đi thôi. Hoặc là cái nhóm trong nhóm đó, nhưng mà họ không chết vì thể chất, họ chết vì tinh thần. Có nghĩa là họ chấp nhận làm một cái điều gì đó mà để chết. Chết bất kỳ lúc nào cũng được, chả sao cả, tôi chấp nhận cái điều này, đúng không? Ví dụ như họ làm những cái việc gì đó rất là tồi tệ đối với xã hội, trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức, trái với pháp luật. Chỉ có hai việc mà chúng ta cần phải tránh và né. Thứ nhất là trái với đạo đức người ta đưa ra. Cái đạo đức này thì tùy vào cái mức độ mà các bạn trải nghiệm cũng như cái nền văn hóa của các bạn. Cái thứ hai là chính là pháp luật của cái quốc gia đó, thì cũng tùy vào cái lãnh thổ của quốc gia đó, họ có luật khác nhau. Có thể là luật ở đất nước Việt Nam là không cho cưới nhiều vợ, đúng không? Nhưng ở một số đất nước Hồi giáo là họ cho cưới đến cả chục, vài chục vợ. Cứ là cái tùy vào cái nền văn hóa khác nhau, thì chúng ta chấp nhận cái nền văn hóa đó thì chúng ta phải theo thôi. Thì đó là cái nhóm người mà buông xuôi là chờ chết nhá. Có thể là chết vì tinh thần, cũng có thể là chết vì bệnh tật. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm rất là đặc biệt.
tất cả chúng ta đều mong muốn hướng tới, nhưng chúng ta chưa bao giờ đặt một cái nhát bút xuống hay đặt một cái suy nghĩ xuống nghĩ về điều đó. Chính là làm như thế nào để chết thật đẹp, người ta gọi là chết đẹp đấy, chết rực rỡ đấy, chết mà nó giống như là người Việt mình hay có câu là đời là biển khổ, có nghĩa là khi sinh ra thì khóc mà cố gắng khi chết đi thì cười, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành tất cả những cái việc mà chúng ta làm trong cuộc đời này. Cái điều đó là bất kỳ ai trong cuộc đời này, toàn bộ nhân loại ấy, chỉ cần là con người có suy nghĩ, có tư duy, có kiến thức đều mong muốn và khát khao tới cái điều đó, chứ không phải là chúng ta để lại cho đời một đống tài sản hay là một tí gì đó. Từ từ buông lỏng, xoay lại đổi bên. Thì Kim Toàn lấy một cái ví dụ cho cái nhóm người này nhá, nó là như thế này, đơn giản là như thế này thôi. Giả thiết tất cả chúng ta cùng đi trên một chuyến tàu hỏa, nó có nhiều khoang, có khoang 1 cho đến khoang 100. Mỗi một khoang là sẽ có một cái nền văn hóa khác nhau, một cái giá thành khác nhau, một nhóm con người khác nhau, thậm chí là ngành nghề khác nhau. Nếu như ban đầu chúng ta là người mới sinh ra là 5 tuổi thứ nhất đi, và kết thúc cái toa tàu đó là 100 toa, 100 năm đúng không ạ? Các bạn sẽ có mỗi năm đi qua một toa. Có người may mắn thì đi đến toa cuối cùng, có người không may mắn thì dừng lại ngay từ toa 1 hoặc là toa 10, toa 2, 30 gì đó. Mỗi cái toa chúng ta đi qua đấy, nó giống như là có cảm giác như là chúng ta đi từ đầu toa này đến hết cái toa đó. Nhưng mà chúng ta lại đi qua một cách nó mộc mạc lắm. Nó tự nhiên đến ngưỡng mà chính chúng ta còn không có cảm nhận rằng là cái sự hiện diện của mình nó ở toa đó. Và khi chúng ta đi qua toa đó rồi, chúng ta nhìn lại cái toa đó đấy, quay đầu nhìn lại, chúng ta cảm nhận đấy rằng một năm đó nó qua đi, nó chẳng đem lại cho chúng ta cái gì cả, cũng chẳng để lại cho cái toa tàu đó một cái điều gì cả. Có nghĩa là cái sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời nó vô thường, nó nhạt nhẽo mà nó hời hợt đến ngưỡng mà chúng ta không để lại được bất kỳ một cái điều gì ở cái toa tàu đó. Và sự thực là đại đa số mọi người, đại đa số nhá, đều là như vậy. Một năm trôi qua, một tháng trôi qua, một ngày trôi qua, một phút trôi qua, thậm chí là một khắc trôi qua, một giây trôi qua, chúng ta cảm giác như là mình nó không phải là sống mà mình đang tồn tại thôi. Cái việc mình tồn tại là mình đi qua cái toa tàu đó, nó không ai biết đến mình, không ai nhớ đến mình. Có thể là các bạn đi qua 100 toa thì cái người khóc thương tiếc các bạn ấy có thể là người thân, người yêu, bố mẹ ruột thịt, anh em ruột thịt, họ cũng chỉ buồn với các bạn vài hôm thôi, sau đó rồi làm sao ạ, lại quên thôi. Không ai có thể nhớ các bạn quá 49 ngày đâu. Bản thân các bạn có nhớ về cha mẹ của mình cũng vậy thôi, 49 ngày trôi qua là hết rồi, 77 49, 9981 là công thức rồi, không ai có thể thoát khỏi cái tình trạng đó. Từ từ buông lỏng, quay lại. Thế cái bàn khuỵu tay nhá, hai tay đưa xa về sau, tách rộng chân mỏng vai, nhích cái mông của mình về trước này, nhưng chạm mông xuống sàn, khuỵu tay thôi, khuỵu cái vai của mình xuống, trùng hai tay xuống, rất là đau, rất là tức nữa. Thì đó là cái điều mà hầu như không ai bao giờ hướng tới. Thì bản thân Kim Toàn chia sẻ thực với các bạn là trong quá trình làm YouTuber là Kim Toàn đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Không phải cứ nói quay vòng vòng mà nói về mình, mà đấy là một cái ví dụ thôi. Nếu như Kim Toàn gói gọn được toàn bộ những kiến thức của mình trong mấy chục năm lao động, sáng tạo và làm việc lại để có thể trao đi cho cộng đồng, có thể là ai đó sẽ cần, là sẽ tiếp cận, hoặc là tương lai sẽ cần, thì Kim Toàn cảm thấy rất là vui, rất là tuyệt vời, rất là happy. Cũng giống như cái việc mà Kim Toàn đi qua được 20 năm làm nghề của mình, tương đương với 20 toa tàu đấy, thì mỗi một lần đi qua một toa tàu thì Kim Toàn đã để lại được một cái giá trị nhất định. Có thể là đến khi Kim Toàn chết hoặc là ngay ngày mai thôi, thì cái người mà quý mến, yêu mến, thương mình đấy, cũng có thể là bố mẹ, cũng có thể là con cái, nhưng chắc chắn một điều rằng là Kim Toàn sẽ có nhiều người yêu quý và quý mến hơn. Cái này đây không phải là một cái dục nhá, hay không phải là một cái tham vọng, mà nói một cách đẹp đẽ hơn, nó chỉ là chúng ta bớt một số cái dục tầm thường để hướng tới một số cái dục nó tốt đẹp hơn. Dùng từ hoa lệ là hạn chế bớt những cái dục tầm thường để hướng tới những cái dục thanh cao, đúng không ạ? Thì đó là cái cách mà lựa chọn cái chết mà có rất nhiều người mong muốn, khao khát tìm tới. Chỉ cần các bạn khởi một cái dục trong đầu rằng tôi muốn chết theo cách đó, thì tự động sẽ có rất nhiều cách nó phù hợp với các bạn. Và ngay cả khi các bạn chưa chết, các bạn ốm thôi, thì cái việc mà các bạn ốm ấy, nó là cái việc gì đó nó rất là to tát, thậm chí là nó rất là quan trọng, và rất nhiều người sẽ nỗ lực cứu chữa cũng như là
ở cạnh các bạn. Cũng giống như những năm dịch vừa qua đúng không? Những người thực sự có giá trị với cuộc đời này sẽ được ưu tiên hàng đầu. Thực sự là sẽ được ưu tiên hàng đầu nhé. Còn những người ít giá trị thì các bạn phải chấp nhận thôi. Thực tế là có những cái trại tập trung hay những cái nơi mà tập trung là cách ly đấy. Các bạn có nhìn thấy là người ta nằm ngoài cả đường, làm gì có cơ sở vật chất. Nhưng những người đặc biệt thì bao giờ cũng được ưu tiên. Rồi cố gắng duy trì nhé. Và cái điều thứ ba trong phần thứ hai này, Kim Toàn muốn chia sẻ với các bạn ấy, là các bạn phải đón nhận được cái điều đó là xảy ra bất kỳ lúc nào mà không hối hận. Chỉ khi nào chúng ta khởi động một cái dục ở cái điều thứ hai Kim Toàn chia sẻ trong phần 2 này đấy, thì tự động cái điều thứ ba nó sẽ đến. Bất kỳ lúc nào chúng ta có thể là dừng cái sinh mệnh của mình lại, thì chúng ta không bao giờ phải hối hận vì cái việc mà mình đã sống trong cái cuộc đời này, nhiều hoặc ít. Nghe bắt đầu có thể có một chút màu sắc gọi là tôn giáo, đạo giáo và triết học, cũng như là gọi là kể cả trình bày về đạo đức rồi đúng không ạ? Rất nhiều người sẽ bảo rằng là nhảm nhí, vớ vẩn, mất thời gian đúng không ạ? Nhưng thực sự là tất cả những người ở độ tuổi trên 40 đều hướng tới cái điều này nhé. Nó chỉ đơn giản là tâm linh thôi. Và đó là tổng kết phần thứ hai nhé. Kim Toàn nhắc lại nhé, chia sẻ lại nhé. Thứ nhất là không ai chuẩn bị cho cái chết. Chính vì vậy mà chúng ta chưa bao giờ biết chuẩn bị để sống, cũng như là làm cái gì để sống nó tốt đẹp hơn tại thời điểm hiện tại, kể cả về vật chất và tinh thần. Cái điều tiếp theo chính là chúng ta buông xuôi cái chết hay là lựa chọn chết thật rực rỡ, đúng không ạ? Nghe thì rất là thú vị đúng không? Và cái điều cuối cùng chính là phải đón nhận cái chết một cách thật an nhiên, thật là hạnh phúc. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải để lại được thật nhiều những thứ mà mình đích túc, tích lũy, đúc kết trong cái cuộc đời này, đúng không? Tránh cái trường hợp là làm sao ạ? Chết thì chả làm được lại cái gì, thậm chí người ta ghét, người ta còn chửi cho, tham ăn, tham tiền, tham của, tham đủ thứ, vơ vét hết tất cả của anh em, bạn bè và xã hội, đúng không? Và đó là cái phần thứ hai nhá. Từ từ thu chân lại, thu mông lại, đó. Hai tay đan, thì lưỡi câu ngồi nhưng mà kéo bàn chân của mình lên, ép gối xuống, kéo ngửa bàn chân của mình lên. Cái điều cuối cùng mà Kim Toàn muốn chia sẻ với các bạn ấy, chính là chúng ta phải đặt một câu hỏi, phải tổng kết lại thì phải đặt câu hỏi đúng không? Đặt ra cho mình một cái câu hỏi là làm gì để chuẩn bị cho cái chết? Đấy là cái câu hỏi rất là lớn. Nếu như ai đó mà không đặt cái câu hỏi này đấy, hoặc là cái sự chia sẻ của Kim Toàn từ đầu đến giờ mà các bạn, thế có nghĩa là các bạn không cùng tầng tư duy với Kim Toàn. Và cái điều Kim Toàn chia sẻ từ đầu đến giờ nó chỉ là gọi mang tính chất tham khảo thôi, không sao cả. Trong tương lai là các bạn sẽ cần, Kim Toàn khẳng định luôn. Tại vì con đường chúng ta đi tới là tất cả đều giống nhau, là nằm trên giường bệnh chả chết. Thì có thể cái thời điểm đó là các bạn mới đặt cái câu hỏi này, đúng không? Không sao cả, chỉ là tương lai thôi, tương lai gần, ngay ngày mai, ngay phút này đây, hoặc là sau này, không biết nhé. Thì tạm thời để cái câu hỏi đó, chỉ cần chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó, cái điều thứ hai mà Kim Toàn muốn chia sẻ ngay sau đây, chính là chúng ta cần phải chuẩn bị theo cái nghĩa đen và nghĩa bóng cho cái việc chúng ta chết. Chuẩn bị theo nghĩa đen thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Chết là cần chuẩn bị gì? Bây giờ rất nhiều người có điều kiện, họ mua sẵn những cái nơi mà mình chôn rồi, thậm chí là mua cho cả họ rồi, một vài trăm mét hoặc một vài hecta, đúng không ạ? Để chôn cả họ của mình luôn. Để đến khi mình có chỗ luôn rồi, thậm chí là đào sẵn lỗ rồi, xây chẵn sẵn nâng tẩm rồi, chỉ việc thả tọp cái xuống đấy là xong, đúng không ạ? Đấy là cái nghĩa đen. Còn cái nghĩa bóng thì hầu hết mọi người đều không hướng tới. Lý do là Kim Toàn chia sẻ những buổi trước rồi. Chúng ta bị tác động quá nhiều bởi môi trường sống xung quanh. Và đặc biệt là do cái gì ạ? Do cái chủ nghĩa tiêu dùng kích cầu ấy, nó làm cho chúng ta mất hết tất cả những thứ mà bản chất chúng ta có sẵn trong người. Như đạo giáo có câu là nhân chi sơ tính bản thiện, đúng không? Bản chất chúng ta là người tốt, nhưng do môi trường tác động tạo ra một con người như vậy. Và thực tế chứng minh nhé, các bạn có thấy rằng con hổ đấy, nếu như để cho nó sống trong môi trường tự nhiên ấy, thì cái ánh mắt của con hổ nó rất là độc ác, nó rất là tinh quái, đúng không? Rất là khôn ngoan. Nhưng cũng con hổ đó thôi, chúng ta nuôi nhốt trong sở thú, các bạn nhìn thấy con mặt nó ngu, nó tồ, nó hiền, nó dại, nó ngây ngô đi, thì con người cũng vậy thôi. Chúng ta nếu như sống được trong một cái môi trường tốt, cỏ cây hoa lá, thức ăn hài hòa, đúng không? Ví dụ như một số nước Đông Âu ấy, châu Âu đấy, các bạn có nhìn thấy hải sản nó nhiều lắm, thú vật nó nhiều lắm, cây cỏ nó nhiều lắm, chẳng cần phải làm gì cũng có ăn. Nhưng ở cái môi trường sống của đất nước chúng ta đấy, người thì khôn, của thì hiếm, đúng không? Chính vì vậy mà con người còn phải là chèn ép, thậm chí là dẫm đạp lên nhau để mà sống, rất là tội nghiệp.
vẫn con người như vậy thôi, nhưng đem sang môi trường sống khác thì con người đó tự động biến đổi theo môi trường đó. Và thực tế có một câu triết học rất là rõ ràng nhé, môi trường còn tác động mạnh hơn cả ý chí. Có nghĩa là cái môi trường sống đó tệ thì các bạn làm sao ạ? Tự động sẽ tệ. Và cái môi trường sống đó tốt thì tự động chúng ta sẽ tốt. Và thực tế là hầu hết người Việt chúng ta đều có khao khát đưa con em của mình sang đất nước tiên tiến để sinh sống. Và mọi người mặc định rằng là những đất nước đó có những cái môi trường rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời để chúng ta có thể sống cuộc sống thật sự là hạnh phúc và thoải mái. Ví dụ như gần nhất Việt Nam là nào? Đất nước nào chỉ có đâu đó hơn chục triệu dân đấy đúng không ạ? Mà diện tích của họ rộng chả kém chúng ta cả. Các bạn có thấy rằng là sang bên đó nhá, suối cá bơi đầy dưới suối. Nhưng chỉ cần về đất nước chúng ta đây, suối có lẽ là chỉ có muỗi thôi, chẳng có cá, con cá nào cả đúng không ạ? Rất là mỏi rồi đúng không? Rồi buông tay, tê vai rồi, thoải mái một chút xíu này. Đan hai tay của mình, đổ cong cuộc sống ở trước, đẩy cao tay của mình lên. Rất là đơn giản, đẩy cao lên, thật thoải mái đó. Vậy cái câu hỏi cuối cùng đặt ra đấy, nếu như các bạn không đặt ra thì chắc chắn là bài ngày hôm nay Kim Toàn trao đi chẳng có cái giá trị gì cả. Phải đặt ra một câu hỏi. Thì vậy cái câu hỏi đó là câu hỏi của các bạn, cũng là câu hỏi tổng kết, cũng như là câu hỏi của chính bản thân Kim Toàn hiện tại tại thời điểm này vẫn đang đi tìm nhé. Là gì ạ? Chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái lý do để mình sống. Chính xác là để chuẩn bị cho tất cả những cái việc trong tương lai. Kim Toàn lấy một cái ví dụ cụ thể nhé. Ngày hôm nay Kim Toàn rất là yêu thương một cô gái, rất là yêu, nhưng rất nhiều lý do nào đó không dám đến với cô đó, hoặc là không dám làm gì đó để có thể vun vén cho cái tình cảm của mình nó tròn đầy lên. Và Kim Toàn buộc phải sẽ đưa ra lựa chọn. Một là buông, hai là tiếp tục tiếp cận làm nốt cái việc mà mình mong muốn. Nhưng cái việc đó không quan trọng nhé, mà quan trọng là trong tương lai, có thể là một tháng sau hoặc một năm sau, Kim Toàn có cảm thấy hối hận về cái việc mà mình quyết định không? Có nghĩa là tại thời điểm đó Kim Toàn có thể rất thích, rất yêu cô gái đó, nhưng nếu như Kim Toàn nỗ lực để vun vén cái việc đó để đạt được kết quả mà Kim Toàn mong muốn tại thời điểm đó, hoặc là buông để không tiếp cận, tiếp tục làm cái việc đó, thì liệu cái việc đó trong tương lai một tháng hoặc một năm sau thì cái mức độ hối hận của Kim Toàn nó còn được bao nhiêu? Giả thiết như Kim Toàn không làm cái việc đó, vun vén cái việc đó, thì một năm sau Kim Toàn rất là khổ sở, càng ngày càng hối hận, và đến khi nằm xuống giường bệnh thì chỉ mong mà khao khát gặp cô đấy để xin lỗi thôi. Thì đó là cái việc mà nâng cấp cũng như là vun vén cái việc đó nhé. Còn nếu như mà ngay tại thời điểm đó mà Kim Toàn buông, có nghĩa là không làm tốt cái việc đó nữa, thì một năm sau hoặc đến khi Kim Toàn chết, Kim Toàn có cảm thấy hối hận về cái việc đó không? Thì chỉ cần nhé, chúng ta gợi lên một cái dục như vậy, một cái mong muốn như vậy, một cái khát khao như vậy đấy, thì đó là cái cách mà đúng là hầu hết toàn bộ nhân loại đấy đang hướng tới và đang kiểm soát cái lý do sống của mình một cách rất là khoa học, rất là văn minh. Từ từ buông tay, tiếp tục đan 10 ngón tay vào nhau thật thoải mái này, ta đẩy về phía trước nhé, rất là tê đúng không? Ngửa lòng bàn tay úp xuống. Có nghĩa là làm sao ạ? Chúng ta phải chuẩn bị sống để tương lai không phải hối hận. Cụ thể vấn đề nhỏ hơn một chút, ví dụ như bây giờ Kim Toàn có rất nhiều người inbox hỏi là: bạn ơi, tôi muốn tăng cân, giảm cân, chữa bệnh, giữ sinh đúng không? Kim Toàn có quyền trả lời. Một, nếu như tôi không trả lời cái tin nhắn đó thì khoảng 2-3 ngày sau, liệu tôi có hối hận về cái việc là cái bạn đấy là bạn ấy đi mua hàng ở có người khác không? Tôi mất toi mấy triệu nữa. Nếu như Kim Toàn đánh giá được cái việc là không cần thiết 7 triệu đó thì Kim Toàn bỏ qua khỏi đầu luôn. Bỏ qua khỏi đầu luôn, chả có việc gì hối hận cả. Chúng ta bỏ qua cái việc đó, không có hề hối tiếc chút nào nhé. Và nếu như mà Kim Toàn, chẳng may Kim Toàn biết được cái điều là bạn ấy không mua hàng thì Kim Toàn nữa, mà mua hàng của người khác, thì Kim Toàn mất toi 7 triệu đúng không? Thì các bạn có quyền lựa chọn nhé. Bao giờ Kim Toàn cũng chỉ là chia sẻ thôi, còn chúng ta có quyền lựa chọn. Cái việc mà chúng ta làm tại thời điểm hiện tại đấy, nó có làm cho chúng ta hối hận trong tương lai gần hoặc tương lai xa không? Và thực tế là có rất nhiều người đến khi nằm xuống giường bệnh rồi bắt đầu mới nhớ về tất cả những cái nỗi lầm của mình trong quá khứ. Nó dày vò, nó đầy đọa các bạn ngay tại cái thời điểm đến chết rồi còn không khổ, còn không hết khổ, khổ lắm, khổ cực kỳ luôn. Và thường thì chúng ta không bao giờ chết ngay được đâu,
mà chúng ta có rất nhiều cái thời gian gặm nhấm cái sự mệt mỏi của mình đấy, chúng ta lại vun vào một câu rằng là ôi nó có trải nghiệm. Có những người cả đời không biết khổ là gì. Tôi được khổ vì tình cũng là khổ, tôi được khổ vì tiền cũng là khổ. Có những người sống như cỏ dại đấy, cả đời chả biết khổ vì tình là gì, cả đời chẳng biết khổ vì tiền là gì. Cuộc sống của các bạn quá là tẻ nhạt đúng không? Các bạn đi qua các cái tòa tàu nó giống như là các bạn chả để lại một cái điều gì cả. Còn tôi để lại vô số cái vết cào, vết xước. Nếu mà nghĩ như vậy đấy, mà cả xã hội và nhân loại đều nghĩ như vậy đấy, thì còn gì là xã hội nữa, còn gì là nhân loại đúng không? Thì cái cách hay nhất mà Kim Toàn đã và đang làm hàng ngày, thậm chí là làm liên tục nhá, và gần đây làm rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta có quyền quyết định, đưa ra cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn đó nó chỉ cần ít ảnh hưởng đến cái sự hối tiếc của chúng ta trong tương lai, thì đó chính là cái giải pháp hay nhất giúp chúng ta chuẩn bị cho cái chết và chuẩn bị cho sự sống hiện tại. Đó là cái cách tuyệt vời nhất để chúng ta làm sao tìm đến cái chết một cách cực kỳ văn minh. Nếu như thay vì các bạn làm sao lựa chọn để mình hối hận, thì hãy lựa chọn để người khác hối hận. Thú vị hơn rất là nhiều đúng không? Sau này họ nằm giường bệnh, họ sẽ là người khao khát mong muốn gặp mình, chứ không phải là mình khao khát mong muốn gặp họ đúng không? Chúng ta là người ở trên cái vị thế làm sao trao đi, chứ không phải là người nhận. Người trao đi bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn người nhận ấy mới là mệt mỏi. Tại vì các bạn cần mà, cần cái gì, muốn cái gì, sở hữu cái gì thì sẽ khổ cái đó. Rồi từ từ buông tay, thật thoải mái nào. Vầy vầy lòng, rất là đau, rất là tức đúng không? Dưới hai chân của mình phía trước đập. Bài của ngày hôm nay cũng rất là đơn giản đúng không? Trong chuỗi 7 ngày, nếu như các bạn sâu chuỗi lại toàn bộ đấy, thì đây chính là thiền. Thiền chỉ đơn giản là những cái câu chuyện trong cuộc sống, những cái điều mà chúng ta khúc mắc trong cuộc sống, chúng ta chia sẻ giúp cho nhau để giải quyết được vấn đề đó. Và tổng kết lại toàn bộ chuyên đề 7 buổi thiền chữa lành mọi tổn thương để giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn ấy. Kết quả cuối cùng vẫn chính là cái chết. Mà để có thể đi tới cái chết một cách thật thoải mái, nhẹ nhàng, không hối hận gì cả, không hối tiếc gì cả, thì chúng ta cần phải chuẩn bị để sống, chứ không phải là chuẩn bị để chết nhé. Và chúng ta có quyền lựa chọn tại thời điểm hiện tại ngày hôm nay. Nếu như chúng ta làm cái việc này mà trong tương lai nó không đem lại cho chúng ta một điều gì đó, cụ thể là cái gì ạ? Không đem lại cho chúng ta sự hối hận, không đem lại cho chúng ta cái sự mệt mỏi, thì các bạn cứ làm thôi. Tốt như vậy không làm là do các bạn sai nhé. Các bạn thiếu kiến thức và các bạn lựa chọn, nhưng tương lai các bạn càng hối hận hơn. Cụ thể là sao? Ngày hôm nay các bạn yêu một cô gái xinh đẹp, sở hữu một món tài sản gì đó, nhưng 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau các bạn, ôi sao tôi khổ thế này, biết thế ngày xưa tôi đừng tiếp cận cô ấy nữa, biết thế ngày xưa tôi đừng mua cái sản phẩm này nữa, đúng không? Nếu như biết được như vậy đấy thì ai cũng biết thế. Chỉ cần chúng ta tính được trước thì làm sao chúng ta sẽ không mệt mỏi thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái chuỗi tiếp theo.